Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Đi Rừng Làm Rẫy nha. Đã lâu lắm rồi chưa nấu ăn trong chuyên mục mà ẩm thực rừng. Hôm nay tôi muốn chia sẻ tất cả các bạn một món mới. Và đây là trái dừa nè. Trái dừa này. Tôi mới mượn của cái bà bán nước giải khát. Mượn xong tí trả. Ở đây, đây nè. Đây. Đây là con ghẹ, đây là một con ghẹ nè. Mà tôi cũng vừa mới mượn của cái bà bán hải sản. Mượn xong tí trả. Đây, hôm nay tôi sẽ làm món luộc ghẹ trong trái dừa. Tất cả những vật dụng mà tôi đều mượn hết, tí tôi nấu xong tôi trả bà. Bạn muốn biết tôi nấu như thế nào, xin mời các bạn theo chân tôi chúng ta cùng nhau đi chế biến món luộc ghẹ trong trái dừa. Tôi chặt đường dưới tại vì đường dưới nó dày nên sẽ chặt đường dưới rồi xong đây được rồi. Bây giờ này cắt gọt tí, cắt gọt lại cho nó sạch sẽ xíu, làm cái nắp đây. Tôi đang bào từ ra bạn. Đây rồi, tới nái rồi. Rồi. Tới rồi. Ok luôn. Đây. Ôi, đúng bài ha. Ok luôn. Giờ rồi các bạn nè, xoay rồi, dừa non đúng rồi. Nước nhiều quá, để tôi hút bớt ra. Xong rồi nè bạn. Trò trái dừa cơm non lắm bạn. Cơm non xèo, dừa này ăn đúng bài luôn, uống đúng bài luôn. Rồi. Ok. Bút miếng nước ra rồi. Tôi sẽ lấy một con ghẹ. Đây. Nè. Tôi sẽ nhét ghẹ vào đây. Đấy. Cho con ghẹ nó bơi. Này nó uống bớt nước đi, nhiều nước quá. Đấy, tôi đổ bớt nó ra. Giờ nhúng ghẹ vào đây là nước không uống được nữa rồi. Giờ phải đổ rồi. Rồi khó khăn lắm mà mới nhét được em nó vào đây. Rồi. Em nó đang ngáp đây, giống như còn sống không nữa không. Đây. Tôi sẽ đậy nắp lại. Rồi, tiếp theo tôi sẽ nhóm lửa và đặt lên đây. Rồi, lên này, lửa lên này. Rồi, đặt lên. Luộc thôi. Lửa đã cháy lên rồi nè bạn. Rồi, để tôi sẽ mở ra xem. Đây, em ghẹ ta của chúng ta đang núp trong đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu đun lửa
cho nó sôi, đúng lửa là cháy cho to lên, cháy bừng to luôn, nó cho nó sôi. Đây, cho bạn chia sẻ các bạn xem. Đây, đi các bếp ra nè, lửa đang cháy ra nè, nhìn rất là hoàn tráng, rất là đẹp các bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu cho củi nhiều vô, cho cháy bừng lên luôn. Sau nửa tiếng, chậm củi liên tục, đốt củi liên tục. Đây, hơi nóng, hơi nóng. Đây, xem đây, nước đã sôi, cua ghẹ bắt đầu có đổi màu này bạn, bắt đầu có đổi màu rồi, đang chậm củi liên tục vô. Đây là luộc thêm xíu nữa đi rồi cho ra, rồi gấp ra, nước nóng lắm. Rồi. cố gắng thêm xíu nữa là được rồi bạn ơi. Nổi tiếng các bạn về ghẹ đá vàng mà. Để tôi chậm hết, cho hết cái lớp củi này là chắc chín rồi bạn. Để chậm hết lớp củi này đi là ok, lấy ra nếm thử. Và ok, sau một thời gian dài chờ đợi thì cũng đã xong rồi, nước đã cạn rồi nè. Rồi tôi sẽ bắt đầu bật nắp bưng lên, chúng ta sẽ bắt đầu nếm thử xem hương vị như thế nào. Nè, bắt đầu nha. Khó khăn lắm mới đẩy ra được á. Nóng phỏng tay, bớt đi, bớt khó đi. Đây, thơm lắm bạn. Đây, tôi lấy ra. Nóng không? Bỏ lên đây, anh tàu lá chuối. Ê, nóng không? Nóng. Nóng. Thả đâu một lần là thôi này nha. Trời ơi. Nóng. Coi như mấy càng nhỏ thôi, bỏ đi. Đây. Về nãy nhắc không được tôi ép buộc phải bẻ càng. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nếm thử xem mùi vị như thế nào. Thơm mùi dừa bạn. Đây, mở hết cái chân đi. Ây da. Mặn, ngọt, lờ. Của nước dừa ngấm vào đây nè. Ăn nó rất là thơm, nó ngon. Ba cháy. Ba cháy còn bộ chát luôn. Để xem. Trời. Đã lắm bạn, thơm và ngon. Cái này mà phải biết ăn nè. Gạch này nó không phải ngạch son, cho nên thôi kệ, có hơn không, còn hơn không có. Thơm, giòn mà béo. Thơm. Dừa vẫn ăn được bạn. Rất là ngon, rất là béo. Nó thơm thì nhạy mùi dừa ngấm vào trong đây. Rất là thơm, rất là gọi vừa có bị mặn, của biển, vừa có vị lờ, ngọt ngọt, trong, thơm mùi dừa. Nói chung là rất là good. Còn cái này rất là ngọt. Rất là ngọt. Để tôi thử một cái càng cho bạn xem nè. Ngọt lắm bạn, ngọt mùi dừa. Đây. Thôi. Nếu bạn không có thể ấy được á, các bạn có thể chặt dừa ra, lấy nước dừa luộc trong cái nồi, luộc trong một cái nồi sắt á, nồi bếp ga mình á, thì nó dễ hơn. Đây nè. Nước dừa đã ngấm vào bên trong thịt của nó nên ăn rất là ngon, rất là nhảy, rất là béo. Ăn thêm miếng nữa cho mà xem.
Rất ngon bạn. Ok, good. Ăn rất là thơm, rất ngon bạn. À, mùi nước dừa đã ngấm vào trong thịt của con cua này, nên ăn cái mùi rất là nhạy, rất là thơm. Các bạn có thể làm thử, nếu mà không làm được trong trái dừa có thể chặt dừa ra, cạo cơm dừa ra luôn, cạo là cạo luôn cơm dừa luôn, đổ cho một cái nồi sắt và luộc với ghẹ. À, bạn sẽ cảm nhận được cái mùi vị của ghẹ nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Đã cháy bồi chét. Đấy là những gì tôi muốn chia sẻ đó các bạn về món luộc ghẹ trong trái dừa. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhà tôi lại đừng làm đẩy và đừng quên đăng ký để cập nhật các video ẩm thực rừng mới của tôi. Còn con giờ mang về nhậu, xay cắn cắm đầu với một cái món ăn mà hương đậm hương vị dừa trong đây. Cái này là ăn không là đau bụng chết, cho nên phải mang về nhà nhậu buôn mè uống hết cả 5 lít rượu nó mới hết nổi con này được. Cho nên là này để dành là xong clip này tí về để dành tí vô nhậu. À, cái này mùa bén thế này là không uống thì phí lắm bạn, mùa bén này không uống thì phí lắm bạn, tiếc.